rưỡi là đi 9m6. 96 mới nhảy 3 mét là mấy này bên này nữa. 96. Cái thằng đấy làm gì cần không? Cái thằng đấy là đâm thẳng vào sâu bên trong không? 96. 96 gọi này là 10 mét. Cái tầng trên này gọi là 10 mét. Theo con như này, dẹp chân ông cứ gọi nhiều lên. Ông ấy chừng tôi gọi nhiều lên hết trả lại. Chứ mình đi đo chính xác thì ông đo hơi khó. Cứ gọi thì nhiều lên thừa trả lại. Nó trước nó chỉ làm đây đây và cái thứ em giờ mình làm cả đây này. Đấy mình phải làm cả. Cái cái phải thúc từ ngắt tủ ra mình phải làm. Đấy, thì theo con ông cứ gọi chân gọi nhiều lên. Thừa mình trả lại cũng được. Có phải tính cả trong kia chứ trong không, cái này tính vào kia rồi. 6 mét, thứ gọi là 6 mét, tất cả các phòng 6 mét. 6 mét. Dưới trên là tủ 6 mét xong rồi. 65 30 mét. Thôi vào, cái đó là tính vào kia tôi nói chuẩn. Cái đấy ghép được thì chả sợ. Tại sao nó không bơm nước, nó không lên nước nhỉ? Đó, nước nó không lên nhỉ? Không cắm bơm trên kia đúng không? Chưa có điện trên kia à? Nên nó không chảy đúng không? Chảy tới tầng 1 thì chảy đúng không? Trên này không chảy. Nó lại tiếng này bảo như thế này. Chỗ này nó lên chảy mà bơm để cái chắc phải lên chờ không phải có một thang.